Rồi thì sau cái clip luật định danh 15 tháng 8 đợt trước thì mấy anh em kêu làm một clip sau giải thích một cái số vấn đề khúc mắc của anh em. Thì bây giờ cũng làm clip cho anh em. Và cái luật định danh 15 tháng 8 nó còn có nhiều chỗ gọi là mâu thuẫn anh em, có nhiều chỗ nó còn bất cập. Thì mình được biết là mình ở đây là mình được có cái công văn là sửa lại rồi nha anh em. Ví dụ cái luật mà mua với bán đi, thì khi mà hai người đã ký hợp đồng mua bán với lại nhau rồi, thì có nghĩa là khi mà anh A mua của anh B, thì anh B ký hợp đồng mua bán xong là anh B có nhiệm vụ đưa đủ tiền cho anh A là được rồi, đúng không anh em? Là có hợp đồng mua bán hẳn hoi, giấy tờ đầy đủ ra phòng công chứng. Thì cái người bên mua thì người ta được quyền, người ta về, người ta rút hồ sơ, người ta sang tên thoải mái. Là như trước, cái luật hồi trước giờ là vậy. Người mua là làm thoải mái, hồi trước giờ là vậy đó anh em. Là anh thấy đơn giản không? Cực kỳ đơn giản luôn đúng không? Tự nhiên bây giờ bên B có hợp đồng mua bán rồi, cái lên nộp sơ sau cái 15 tháng 8 là bắt cái bên ông A là bên bán á phải đi lên nữa. Là anh em thấy nó vô lý không? Nó bất cập không? Rồi ví dụ những người mà người ta dính Covid người ta mất, hoặc là người ta bán xong người ta đi Mỹ, thì kiếm người ta ở đâu ra? Rồi chẳng lẽ những cái ông mà bị Covid mất, đợt mà Covid mất đó, rồi bây giờ là phải đào mồ người ta lên hả, đúng không? Hay là gọi hồn người ta lên để người ta xác minh? Nó vô lý là vô lý chỗ đó, anh em nó cực kỳ vô lý chỗ đó. Nhưng mà nghe nói là sẽ được cái công văn là sẽ sửa lại rồi, cho nên nó sẽ, mình nghĩ là cái đó nó vô lý thì chắc chắn phải sửa rồi. Nếu mà một cái mà hợp lòng dân nhất á, hợp lòng người dân mà tiện lợi, nếu mà để thuận tiện cho người dân nhất ha, thì có nghĩa là khi mà bên A bán cho bên B, xong cái hợp đồng xong hết rồi, bên B đưa tiền cho bên A rồi, thì bên B là mua rồi, mình mua xe là cái mình là người sở hữu xe. Thì ví dụ người B đi lên chỗ trụ sở công an, người B ra tên luôn, người B đem xe lên đó, biển số đó nộp cho công an luôn. Ví dụ nộp biển số lại, nộp cà vẹt lại, nộp luôn cho một nơi thôi. Ví dụ mình ở quận 10 thì mình nộp cho quận 10 thôi. Rồi xong có thể là công an nó sẽ đóng phí đi. Ví dụ người A người ta ở Hóc Môn đi, thì mình về công an mình xác xe mình đem ra mình nộp cho quận 10 là xe hợp pháp, rồi công an sẽ cấp cho mình biển số mới và cà vẹt mới. Thì chỗ công an nó có thể thu phí 50.000, 100.000 là thu phí, là gọi là phí di chuyển đi. Là người ta, tại vì công an với công an là chung một bộ máy, thì người ta sẽ tự di chuyển về Hóc Môn luôn, trả về cái địa điểm Hóc Môn luôn, khỏi bắt mất công là người dân phải đi về Hóc Môn trả biển số rồi mới về lại quận 10 sang tên được. Anh em hình dung ra cái ý mình nói không? Vậy là tiện nhất, chứ đâu phải cần phải đi di chuyển này di chuyển nọ, rồi xong rồi phải giờ thêm một cái là yêu cầu ông chủ lên nữa. Nó vô lý là vô lý chịu đó. Còn cái biển số định danh ha anh em, giải thích cho anh em biển số định danh. Là trước kia á, một cái biển số thì anh em phải lấy cái hộ khẩu với lại căn cước, hộ khẩu lại cả chứng minh nhân dân là anh em đi đăng ký biển số. Còn bây giờ là người ta tích hợp lại, người ta không xài chứng minh với lại hộ khẩu nữa, người ta tích hợp lại là xài căn cước mã định danh. Là khi nếu như bây giờ anh em chỉ cần chụp hình cái biển số này thôi, thì các cán bộ á, người ta sẽ tra ra được thông tin anh em. Có nghĩa là chỉ cần chụp hình biển số là nó hiện thông tin anh em ở đâu, anh em ở tổ mấy, ấp mấy, thôn mấy, phường mấy, rồi anh em là con ai, rồi nhà ở đâu, là nó hiện lên hết. Chỉ cần chụp cái biển số thôi là nó hiện lên đầy đủ. Đó là vậy, nó là định danh là vậy đó, là thuận tiện cho cái việc quản lý, là chúng ta sẽ được quản lý anh em. Anh em đi đâu là đều biết hết, ví dụ căn cước công dân gắn chip anh em đi đâu là đều biết hết. Rồi sắp tới còn có thêm là nghị định kiểm định xe máy nữa. Cái này thì trên mạng đăng và kiểm định xe máy nữa, có nghĩa là kiểm định khí thải anh em, giống như ô tô á, thì nhiều bất cập lắm anh em. Hiện tại nhiều bất cập mà dạo này tình hình kinh tế khó khăn, mình phải lo kinh tế trước, còn mấy cái này bất cập. Rồi chuẩn bị là mình nghe nói là hả, thay đổi căn cước công dân, đổi tên thành thẻ căn cước, anh em thấy quá chừng được luôn. Rồi còn thay đổi bằng lái xe nữa, bằng A1, A2 tích hợp lại là thành bằng A nữa, đổi hoài đổi liên tục. Sao mà một lần đổi như vậy là rất là tốn kém, giống như mình là cái căn cước công dân thôi nó mất mình 2-3 ngày luôn anh em, mà chưa xong. Thì cái luật nó chỉ có vậy thôi anh em. Thì nói chung là nó rất, cái nào nó cũng rất là dễ, quan trọng là anh em phải biết bôi trơn.
đó, còn không biết bôi trơn là anh em bị hành thôi đó. Còn cái luật định danh là vậy. Còn cái bất cập anh em thấy không, cực kỳ bất cập luôn. Khi mà người ta đã có một cái hợp đồng hẳn hoi rồi, người ta công chứng đàng hoàng, người ta mua bán xe là phải ra văn phòng công chứng. Văn phòng công chứng là sở tư pháp đúng không anh em? Đó, thì nó có hợp đồng công chứng, hợp đồng mua bán ủy quyền, thì mình cầm mình đi sang tên thôi. Rồi bây giờ phải bắt là phải đi tìm cái người kia lên chi vậy, đúng không? Chi vậy anh em, làm gì khổ dân thôi. Người dân mà khổ thì người ta nản thôi, người ta quải thôi. Theo mình thấy là hợp lý nhất, như hồi xưa giờ là hợp lý rồi. Hồi xưa là rất là hợp lý, ký mua bán xong, người mua đi làm thủ tục là xong, là đơn giản hợp lý ở một bước một. Mà bây giờ muốn giúp cho dân hợp lý hơn là cái việc mà di chuyển, ví dụ về cái biển định danh này là phải trả chủ cũ, thì mình nộp, mình ra biển số đâu mình nộp ở đó, rồi mình có thể đóng thêm phí, rồi phí di chuyển thì bộ máy công an người ta làm chung mà, thì người ta tự di chuyển thôi. Giống như là mình làm cái căn cước mà mình đóng thêm tiền để căn cước đem về tới nhà đó anh em. Đó, cái đó mới là lợi cho người dân ha. Thì người dân tiết kiệm được chi phí, tiết kiệm được thời gian, thì cái thời gian đó người ta sẽ làm ra tiền nhiều đó. Như mình nghĩ vậy thì nó sẽ tiết kiệm hơn. Còn ở mình thì cửa hàng thì mình không có lo về cái vấn đề đó anh em. Cửa hàng mình thì xe mình ký về cửa hàng, mình rút hồ sơ thì cũng đơn giản, nó cũng không khó. Rút hồ sơ hay là làm gì đó thì nó cũng đơn giản thôi. Nhưng mà có điều là rút nó hơi lâu chút xíu, cho nên mình cũng không lo về vấn đề đó. Nhưng mà vấn đề đó hy vọng là ở trên người ta sẽ nghe, người ta sẽ sửa lại, sửa luật lại cho người dân mình dễ hơn trong cái việc mà mua xe máy. Chứ nói thiệt anh em, cái xe máy á, ở Việt Nam mình nó bán quá cao. Chứ mà bán rẻ á, mình đi dài 3 năm mình bỏ rồi. So với cái thu nhập của Việt Nam mình với Thái Lan á, bên Thái Lan xe máy rất là rẻ. Ví dụ Indo thôi, Indo Thái Lan, ví dụ con R15 ở bển á, con này ở bển đi 60 triệu, về Việt Nam cả 120 triệu. Thì ví dụ mà ở Việt Nam mà hả, tầm 50-60 thôi, đi chục năm bỏ phải re. Giống như con Exciter đi, mà ở Việt Nam bán 20 triệu một chiếc đi, anh em đi chục năm anh em giục luôn á, cần gì mà phải giữ lại nữa. Tại vì ở Việt Nam giá xe quá mắc, giá xe ở Việt Nam là gánh rất là nhiều thứ thuế rồi, mà bây giờ còn sang tên khó khăn nữa. Rồi với lại xăng ở đây Việt Nam mình cũng mắc nữa, cái gì cũng mắc hết đó. Nhưng mà bây giờ quá khó, đúng ra là phải cho mình dễ hơn. Tại vì chiếc xe á, nó chỉ là cái phương tiện đi lại thôi, phải cho mình dễ hơn chút xíu. Như mà cái lý mà mình nói là vô lý là đó, sau khi ký mua bán xong rồi tiền trao cháo múc rồi mà phải cần người cũ nữa. Mà có một số người á, trước dịch người ta mất rồi, bây giờ sao giờ, vô lý thôi, cực kỳ vô lý luôn. Rồi ok anh em, chúc anh em một ngày làm việc thiệt là nhiều sức khỏe, nhiều may mắn. Có sức khỏe thì mới làm việc được nha anh em. Thì cái này là những cái mà mình muốn chia sẻ đến cho anh em thôi đó. Và hy vọng một ngày nào đó thì mình nghe nói là sẽ được sửa chữa, tại vì nó quá vô lý và bất cập và quá tốn thời gian người dân, thì chắc chắn sẽ được sửa thôi anh em đó. Và mình thấy chưa có cái luật nào mà đề ra mà hỏi ý kiến của người dân, là người dân có ok, có chịu hay không. Mình thấy đùng một cái làm một cái thì xoay sở không có kịp, không có kịp luôn anh em ạ. Thực sự là xoay sở không có kịp. Tại vì như mình bán có cửa hàng thì nó không sao. Còn những người mà người ta bán nhỏ lẻ, người ta mới ra bán, người ta đâu có cửa hàng, người ta đâu có giấy phép kinh doanh, rồi người ta xoay sở thì sao anh em. Đó, người ta mới mở ra bán 1-2 chiếc, rồi bây giờ người ta tìm chủ đồ sao, sao ta tìm. Dù mình có cửa hàng thì mình có giấy phép thì mình ký thẳng về cửa hàng, rồi xong rồi mình từ đại diện cửa hàng mình đi rút hồ sơ thôi. Nó hơi lâu chút xíu nhưng mà vẫn rút bình thường cho anh em. Nó là vậy. Rồi ok anh em, vậy ha.